quá đã đồ mấy bác ơi, quá đã luôn. Đây nè, ở trên ngay video này của em, các bác này dừng lại xem một tí nè. Đây, không xa lạ gì nữa, đây là một mẫu sạc dự phòng à, mà dung lượng lớn hẳn tới 30.000 mAh. Mình có thể sạc cho đại gia đình mình luôn một lần luôn cũng được. Đấy, tại vì nó sạc cho đầy pin tầm khoảng cỡ những máy trên thị trường hiện nay là tầm khoảng là 5-6 lần đầy. Đó, từ 0% lên 5-6 lần đầy. Đó, trên cái cục sạc dự phòng 30.000 mAh như thế này. Mà còn lúc nãy vừa vô clip thấy em xả mấy cái dây sạc xuống à, là có ý đồ hết đó. Các bác cứ xem này. Thì trên cái mũ sạc dự phòng này á, thì trước hết là dung lượng pin của nó à, 30.000 mAh. Thì ở trên đây nó còn sẽ có hiển thị được luôn cả là cái phần trăm pin ở trên cái màn hình LED này. Đó, hiện tại là đang còn 79% nha. Đang còn 79%. Và ở trên đây nó có thể sạc được một lần cho anh chị là 3 máy à, hai cổng USB và một cổng sạc Type C dành cho những điện thoại anh chị nào đang xài điện thoại đời mới này, có sạc nhanh, cổng sạc nhanh nè. Đó, rất chi là hay nè. Đấy, thấy chưa? Và có luôn cả là một cái đèn LED như thế này. Đó, rất sáng, rất đẹp để cho mình soi sáng ở đâu đó khi mà mình đi đâu, đi chơi, đi du lịch rồi đó. Đó, lỡ trường hợp khẩn cấp nào đó có cái cục sạc dự phòng này cũng rất hay nha. Đấy, khi nào anh chị gặp cái trường hợp đó anh chị mới cảm thấy là cái cục sạc dự phòng có đèn nó hay hơn là cái cục sạc không có đèn. Đó, được chưa? Anh chị dễ hình dung được chưa? Và trên cái clip này nè, đó riêng về cái cục sạc dự phòng 30.000 mAh như thế này. Đó, dễ sạc thấy chưa? Đẹp chưa? Đó, anh chị nào lấy sạc dự phòng, em đi cho 2 giây. Đi kèm nha. Ở đây là clip này không bán dây nha. Không bán dây. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đây nè, đó sạc dây sạc thì sẽ như thế nào? Dây sạc này là dây sạc 3 chấu. 3 chấu như thế này có thể sạc được tất cả các dòng điện thoại từ Android cho tới quả táo, đầy đủ các thứ, sạc nhanh, sạc chậm, sạc bình thường đầy đủ. Thấy chưa? Đó, chỉ cần một cắm như thế này thôi. Cắm vào như thế này. Đó, cắm vào sạc dự phòng như thế này. Đó, tặng 2 dây thì anh chị có thể cắm 2 dây là anh chị có thể sạc được tới 6 điện thoại. 6 điện thoại như thế này luôn. Đó, thấy chưa? Đó. 6 nè, đó cắm vô là nó sáng như thế này, rất đẹp. Rất đẹp, đấy, dây thì chắc chắn. Dây thì chắc chắn. Đây, đó. Làm dây cột luôn cũng được chứ không phải là dây sạc nữa. Đó, bao test cho anh chị luôn. Và riêng cục sạc dự phòng này bao test cho anh chị 7 ngày đầu tiên cho anh chị xài nè. Đó, bảo hành 6 tháng, ok chưa? Đó, anh chị nhấn vào giỏ hàng, không cứ để lại comment đi nếu như anh chị có thắc mắc gì nữa. Đây, cục sạc 30.000 mAh à, đi kèm 2 dây sạc chỉ trên video clip này. Nhanh tay nha mấy anh chị.